300 LCA này nặng khoảng 29 tấn bảng. Máy 6, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng. Xin kính chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình. Có rất nhiều người hỏi mình là tại sao anh suốt ngày anh review máy nhỏ, sao bây giờ anh không review máy to cho bọn em xem đi. Thì hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn một con máy xúc không được gọi là siêu to khổng lồ nhưng mà cũng được gọi là hơi to to. Một con máy xúc đến từ cái hãng của Dosan, chính là một con siêu phẩm được mang tên Dosan DX300 LCA, đâu đó phiên bản đời 2010. Thì để xem là cái đời này là dùng kim cơ hay kim điện, đời này có gì khác biệt không, đời này chạy tốc độ bao nhiêu, động cơ bao nhiêu, nặng bao nhiêu, vân vân và vân vân. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái con 300 này. Rồi, đầu tiên các bạn phải nói là cái con 300 này nó có một cái quả gầu to tổ gố luôn. Thực ra thì bữa giờ ấy là mình toàn đi review con máy 55, gầu nó bằng cái bàn tay này, đấy, nhỏ xíu thôi, gầu đó nó chỉ không phải mấy thôi. Nhưng mà theo catalog của nhà sản xuất thì con DX300 LCA này đây các bạn này, rất là rộng đúng không? Khá là rộng. Con này theo thiết kế theo của nhà sản xuất thì con này dung tích gầu là 1,27 mét khối, tức là gần 1,3 mét khối, đấy theo kích thước của nhà sản xuất. Mới gầu rất là to, gầu rất là chắc chắn, đấy gầu đào đây, rất rộng. Đây con 300 này vẫn có một cái tháo lắp nhanh ở đây các bạn nhé, tháo lắp nhanh thủy lực giúp cho các bạn sau này con này có thể quặng búa vào, tại vì dùng dòng 300 này làm xúc trên đồi người ta cũng hay gắn búa vào để đục đấy. Con này đây để gắn búa này, gắn búa này. Và đã có cái tháo lắp nhanh này thì không thể nào quên được cái phần là đường chờ búa đây các bạn này, khá là cao đây, đường chờ búa đây. Con này có một cái đường chờ búa đây để giúp cho là mình có thể là gắn các phụ kiện như là búa, kìm, kẹp, vân vân và vân vân. Thì con máy này có thể đi phá nhà được không? Đây, con này mới về phiên bản. Bạn thấy không? Đấy, từ bên trên đấy, Dosan logo này vậy. Đây, đây chính là một cái phần chính của nó. Đây các bạn này, một cái bề ngang khá lý tưởng. Thì thông tin cho các bạn là con Dosan DX300 LCA này nặng khoảng 29 tấn bảng. 29 tấn bảng đấy, không đùa đâu, đừng đùa nha, nó nặng đấy. Con này thì bề ngang nó rơi vào khoảng 3m3 các bạn nhé, 3m3 đấy. Đấy, nên anh em nào mua về mà làm trong nhà dân thì không làm được đâu nha. Con này đi vào phát là mất mấy ngôi nhà mà đi vào được đấy. Xích cũng rất là cao. Đây, cái tầm này cao dã man, đúng không? Đấy, rồi các bạn có thể nhìn sơ qua, lướt sơ qua xích này. Xích dày, rất là dày dặn này. Đây, từ hàng xích có thể rất là dày dặn đúng không? Đây, những cái lá này. Đấy, rất là dày. Đây, bánh dẫn hướng này, từ các bánh dẫn hướng này, đó, bánh dẫn hướng này, đây cái sàn sắt xì của nó đây, đây chính là cái bộ sắt xì của nó, bạn có thể thấy gọi là nói chung là không có gì là phải tưởng tượng, rất là dày, còn nguyên màu sơn màu xanh nữa này, đấy, đấy dàn gầm, đây dàn gầm, đây, đây chính là cái tem nhôm, nó sẽ nằm ở góc này, tem nhôm để thể hiện là cái máy của nước nào, DX300 LCA, đây là một dải dãy ký hiệu của máy, đây. Con này thì dòng máy 300 thì không phải là máy 55 nữa rồi, nên là chắc chắn là phải có hai xi lanh nâng. Hai xi lanh này nâng này như nó như là một cái cột nâng lên chở. Đấy, một hai cột chống chở. Rồi, qua bên này một chút xíu nhá. Khoảng cái gì hay hay không nhá. Thực ra nếu mà như thế này thì chưa có gì hay hay lắm. Vẫn có gầu, vẫn có xích di chuyển bình thường, nhưng mình kết nhất cái cỏ con này là nó có cái bộ gầm này, chạy dài gầm từ đây kia, các bạn nhìn thấy không? Bình thường các con khác ấy thì mình nhìn có thể là nó làm nước biển, nước mặn nhiều thì nó sẽ không có ngon, nhưng như con này các bạn có thể ý này, dần gầm này, xanh này, đúng không? Đấy, chạy dài này. Rồi, phần sau đây. Đóng đi. Đây, phần sau đây các bạn này. Đấy, phần sau này. Đó, bạn thấy không? Rất là dày dặn. Rồi, một quả phần sau. Đấy, xem là bên hông này có gì nhá. Ở bên này thì gồm có hai cánh cửa, cánh cửa mặt trái, mặt cửa mặt phải. Đấy, khoang chứa rất là rộng luôn. Đây, đây toàn bộ đây là chứa một cái ngăn gọi là ngăn chứa cái lọc gió. Đây, mình gọi là Boe nằm đây. Đây là một số cái cục điện van điện này nằm đây. Đấy, nó nằm đây. Rồi, một cánh cửa. Đây, cánh cửa bên này nữa. Wow, đây là nơi để mắc màn cho muỗi nó ở. Thực ra các bạn, đây là người ta để cái này đây để giúp cho lá cây này, rồi các
cái vật khác không bị hút vào đây. Bộ phận bên này là gồm két nước ở bên này, két điều hòa. Đấy, nó có cái lẫy gài đây nhé. Theo đấy. DX 300 LCA. Phần sau này là phần đối trọng. Đấy, con DX này đã có cam lùi. Đây, chính là cái cam lùi của nó. Cam lùi. Đấy, đô san đây. Máy còn đã bạc màu tại vì đã qua nhiều năm sử dụng. Con này sử dụng rất là xịn sò. Vậy thì là cái con này thì bề ngoài nó đã khá xịn sò như thế này rồi. Vậy thì mình thử lên trên cabin xem con này sử dụng động cơ bao nhiêu và nó chạy được khoảng bao nhiêu km, đạt bao nhiêu vòng tua. Đâu, ok. Mời các bạn cùng bước lên trên cabin nhé. À, để lên được con này ấy thì mình nhảy lên được hoặc mình chỉ leo theo hai bước như vậy để tránh chống trượt. Rồi. Đây. Một trên này, ở trên này các bạn này là toàn bộ là cái khoang động cơ ở đây. Và ở đây là cái bộ ngăn kéo và quay toa. Đây, các bạn có thể đi quay toa không? Máy nguyên bản về nên là chưa có dọn dẹp nên là nó còn nguyên bụi bám bẩn. Đấy. Đây, có quả lọc các bạn thấy không? Quả lọc gió, quả lọc nổi lên trên to tổ bố to vật vã luôn. Rồi. Mình sẽ mở thử cái con này xem là nó có gì không nhỉ. Đây. Đây, rất là nặng các bạn. Wow. Đấy. À, con chốt gài kia. Con này sử dụng là hai cái thanh chống bên kia để giúp cho cái can đỡ được cái nắp cabo này. Đấy. Wow, con này thì theo các bạn đoán con này là kim cơ hay kim điện? Con Doosan DX 300 LCA này sử dụng kim điện các bạn nhé. À, con này được trang bị là máy 6 4 kỳ 6 xi lanh thẳng hàng. Đấy, đạt công suất cực đại khoảng 1900 vòng trên 1 phút. Với công suất này thì con máy này có thể di chuyển khoảng 5,1 km/h. Đấy, tức là tốc độ di chuyển của nó đấy. Một trang được trang bị hệ thống là kim phun điện tử này. Đấy, một cái động cơ tốc độ quay khoảng 1900 vòng trên 1 phút. Đây. Đây là một cái hệ thống trang bị cho nó, đó là một hệ thống turbo. Turbo đây các bạn nhé. Turbo để giúp cho máy làm việc khỏe hơn. Đây là khối động cơ của nó bạn này, được rất là kín xịn sò. Đấy. Phần bên trong này chính là phần bổ sung, tức là máy này. Trong này gồm một các đầu kim. Kim này, rồi bên kia là lốc điều hòa các thứ. Đấy. Một quả máy phải nói là quá khô ráo và đẹp sẽ. Đấy. Thiết kế thì rất là thoáng, thông thoáng. Đấy. Đấy, các bạn để ý rõ nhé. Rồi. Phần động cơ thì nó là như thế. Đây. Sau khi sử dụng xong thì mình có thể là đậy nắp lại được. Đó. Đấy, một cái khoang động cơ được thiết kế to tròn hết trong này. Vậy thì cái động cơ nó xịn sò như thế này rồi. Vậy thì mình thử bước vào cabin xem là cái con này nó có cái điểm gì khác biệt. Đẹp không? Đây chính là nội thất và bên trong cabin của con 300 này. Đây, các bạn có thể để ý rõ này. Và con 300 này thì đây là bên trong cabin. Đây chính là một cái màn hình. Màn hình này rất là giống với những con máy lốp các bạn nhé. Những con máy lốp đời 2010. Đấy. Mà nhìn xem ạ. Đó. Đây là một cái màn hình. À, máy này thì nó không có gì phức tạp cả, chỉ có chân di chuyển này thôi. Đấy, chân di chuyển tiến lên. Phần tay trang bên này thì chỉ có ba cái nút đơn giản thôi, không có gì khác. Phần bên này thì chỉ có đây là nút kết nối đài. Đây chính là lỗ sạc tẩu thuốc. Đó. Phần này thì chế độ di chuyển rùa thỏ này. Đây chế độ đèn, búa đục rồi kìm cắt này. Đèn đóm các kiểu này. Đấy, trang bị được hệ thống đèn rất là sáng, rất là nhiều đèn. Đây chính là bàn điều khiển điều hòa. Đây là bộ phận nằm riêng là gạt kính này, phun nước này, chế độ gạt nhanh gạt chậm. Đấy, đây nó có một lỗ nữa này. Đó, đây là nút mà tháo lắp mở gầu nhanh. Còn đây chính là cái chìa khóa để mở máy. Bây giờ mình sẽ nổ máy lên để test thử con quái thú các bạn xem nhé. Đây. Đấy, đồ sạc. Xin chào đấy. Thấy chưa? À, màn hình đây thì gồm có báo nhiệt độ nước. Đây là báo dầu. Báo nhiệt độ dầu thủy lực. Đấy, đây là cái chế độ chỉnh, chế độ làm việc này. Đấy, đây trên này thì là hiển thị báo lỗi. À, thứ ngày tháng giờ. Đấy. Các bạn nghe tiếng động cơ con động cơ DL08 nhé. Đấy, ga tự động đang bật này, tắt đi này. Đấy. Lên ga nằm ở đây các bạn nhé. Lên ga đây. Đây. Bật khóa an toàn lên đã. Đây.
chưa? Đây, quả gầu rất là to luôn. Một quả gầu siêu to khổng lồ luôn. Phải nói là quá to. Vậy thì hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn biết thêm về con máy xúc lúa Santex 300LCA này. Qua video chắc bạn cũng có thể hiểu thêm được phần nào về cái dòng máy to này. Video của mình ngày hôm nay xin phép kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin thân mến kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần tiếp theo.